sau khi áp dụng an toàn vệ sinh sinh học thì cái vịt con nở ra trong ít chết trong 7 ngày đầu, bà con người ta mua người ta cũng thích nuôi hơn. Sau khi áp dụng vệ sinh an toàn sinh học thấy cái việc áp dụng cái nó nở thấy nó cải thiện hơn, kinh tế mình bây giờ thấy nó cũng ổn. Nếu mà áp dụng an toàn vệ sinh sinh học làm thấy cái lợi nhuận như vậy mình cũng rất hài lòng, cũng thấy nở con vịt thấy nó cũng khỏe, lúc trước mình cũng rất vui rất mà hài lòng với cái việc làm vậy. Hiệu quả kinh tế của giờ của cơ sở ấp nội gia đình tôi thì so với làm thủ công thì nó có hiệu quả cuối cùng thì là tăng được là khoảng 5%. Môi trường sống của gia đình thì rất là tốt. Nói chung là gia đình thì cùng vợ con ai cũng hài lòng. Thế này vì sạch sẽ quá mà. Con giống tốt hơn thì em tăng cái tỷ lệ cái giá bán nó cao hơn. Thu nhập của gia đình thì được tăng thêm phần đôi chút. Vịt con thì thấy nó nở ra đẹp hơn. Tôi làm thì trứng chết phôi và trứng thối là giảm được 5%. Và tôi làm ít môi nhỏ cho nên là tỷ lệ mà thu được vịt con tăng lên là một tháng khoảng 300 con vịt giống. Áp dụng biện pháp an toàn sinh học giúp cơ sở ấp nở đạt hiệu quả cao hơn, môi trường làm việc và môi trường sống tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chủ cơ sở ấp nở vẫn có hiểu biết chưa đầy đủ về an toàn sinh học. Chị Lan, một chuyên gia trong lĩnh vực ấp nở và có kiến thức đầy đủ về an toàn sinh học với hơn 20 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực này. Hôm nay, chị Lan sẽ giới thiệu về các biện pháp an toàn sinh học tối thiểu đã được các cơ sở ấp nở áp dụng để khắc phục các thiếu sót và đạt được hiệu quả trên. Nguyên tắc quan trọng đầu tiên là nguyên tắc cách ly và kiểm soát vận chuyển ra vào. Gia đình anh Sơn, một trong 6 cơ sở ấp nở được chọn làm mô hình trong dự án nâng cao hiệu quả ấp nở tại các cơ sở ấp nở ở tỉnh Quảng Trị và Cần Thơ. Mô hình của anh Sơn đã thực hiện tốt nguyên tắc cách ly. Cách ly là để ngăn chặn sự xâm nhập của các cái tác nhân gây bệnh vào cơ sở hoặc ngược lại. Thế làm như thế nào để cách ly? Đối với các cái bố trí trong cơ sở ấp, việc thực hiện này theo nguyên tắc một chiều, đi từ cái nơi nhận trứng đến nơi ấp và nơi nở và gia cầm con. Mở ra em xem trứng. Trứng đẹp. Nguyên tắc cách ly đòi hỏi cơ sở ấp nở phải được ngăn cách với nơi sinh hoạt của hộ gia đình bằng tường cứng hoặc tốt nhất là xây dựng ở xa nơi sinh hoạt. Việc tách riêng giữa cái khu vực ấp nở và nơi ở của người là nhằm mục đích để hạn chế người ra vào khu vực ấp nở và hạn chế cái nguy cơ các cái tác nhân gây bệnh từ cái cơ sở ấp xâm nhập vào cái nơi ở của người. Việc tách riêng giữa cái nơi ấp và nơi nở có một ý nghĩa rất là quan trọng vì chúng ta ngăn ngừa được sự ô nhiễm chéo từ cái khu vực nở. Trong quá trình nở thì các cái dịch nhầy, chất nhầy, vỏ trứng và đặc biệt là các cái lông gà, vịt con sẽ là nguy cơ lây nhiễm chéo sang cái khu vực ấp. Và chúng ta lại phải ngăn giữa cái nơi giao gà con và cái nơi ấp nở là vì chúng ta muốn hạn chế cái người mà đến mua bán gà con vào cái nơi ấp nở của chúng ta. Song song với việc đảm bảo cách ly giữa các khu vực, chủ cơ sở ấp nở cần bố trí các khu vực theo nguyên tắc một chiều từ khu ấp đến khu nở rồi đến khu giao nhận trứng và gia cầm con. Việc đảm bảo nguyên tắc này vừa thuận tiện cho công việc, tiết kiệm sức lao động và đảm bảo vệ sinh. Các cơ sở ấp nở phải luôn thông thoáng. Để được vậy, cần có quạt thông gió hoặc cửa sổ thoáng. Những người vào cơ sở ấp nở cần rửa tay bằng xà phòng trước khi vào nơi ấp. Một điều tuy nhỏ nhưng hiệu quả của nó lại rất lớn. Tất cả người ra vào cơ sở ấp đều được mặc áo quần bảo hộ, thay giày dép và rửa tay bằng xà phòng. Trước khi mà được hướng dẫn về an ninh sinh học thì tôi về thay đổi tất cả rất nhiều. Rất nhiều thứ biết là trong lúc khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng để là xây thêm phòng và tất riêng từng khu vực một là tụ ấp là riêng tụ ấp và làng nợ riêng làng nợ. Việc thực hiện đầy đủ các cái yếu tố trên sẽ là thực hiện được cái nguyên tắc cách ly. Một mô hình khác đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học. Gia đình anh Thương, một cơ sở ấp nở ở thành phố Cần Thơ. Tại đây, nguyên tắc làm sạch đã được chú trọng và thực hiện tốt. Làm sạch
là để loại bỏ tất cả các cái tác nhân gây bệnh bám trên bề mặt, dụng cụ, thiết bị, tường, sàn và trần của cơ sở ấp. Làm sạch là nguyên tắc quan trọng nhằm loại bỏ những chất bẩn có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bụi, đất, các chất hữu cơ chứa tác nhân gây bệnh. Cái việc làm sạch tốt sẽ loại bỏ được trên 80% các cái tác nhân gây bệnh. Làm sạch bao gồm làm sạch khô là quét dọn và làm sạch ướt là lau rửa. Mặt nền khu vực ấp nở nên là mặt nền phẳng để tiện cho việc quét, lau, dọn. Khu vực nở và khu vực giao gà con thì sau mỗi một lần nở và giao gà con chúng ta phải quét dọn, thu gom toàn bộ các cái rác thải, chất thải như là vỏ trứng, rồi trứng thối, rồi da cầm con chết, vân vân. Sau đó mang đi tiêu hủy. Và rửa sạch tất cả các cái thiết bị, dụng cụ sử dụng để đựng gia cầm con cũng như cái nơi để ấp để nở. Và sau đó thì là rửa và khử trùng. Sau khi tham gia lớp tập huấn về xây cái nhà nở riêng với chỗ ấp riêng biệt cách ra, nhưng mà cái nhà ấp một tuần vệ sinh một lần, còn nhà nở thì mỗi một chu kỳ nở là phải dọn vệ sinh, quét dọn cọ rửa bằng xà phòng sạch sẽ. Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, bước tiếp theo là khử trùng để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh còn lại sau khi đã tiến hành vệ sinh. Khử trùng là dùng các cái biện pháp vật lý, hóa học và sinh học để tiêu diệt mầm bệnh. Việc khử trùng có hiệu quả hay không phụ thuộc vào chất lượng vệ sinh, loại chất khử trùng và thời gian tiếp xúc. Khu vực ấp, nở nên được vệ sinh sạch sẽ trước khi phun chất khử trùng. Cách phun chất khử trùng ở khu vực ấp, nở là từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài, liều lượng phun 300ml dung dịch thuốc khử trùng trên 1m². Khử trùng có thể tiêu diệt khoảng 10% mầm bệnh còn lại sau khi đã tiến hành các bước vệ sinh tốt. Cơ sở ấp nở nhà chị Bích, một mô hình khác được nhiều người biết tới ở Cần Thơ. Việc áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học, đặc biệt là xông trứng đúng thời điểm và ghi chép các số liệu về ấp nở đã là những thay đổi cơ bản của gia đình chị Bích. Nếu khử trùng trứng mà trong thời gian mà phôi phát triển từ 12 đến 96 giờ thì sẽ làm chết phôi. Khử trùng trứng thì càng sớm càng hiệu quả. Không được khử trùng khi vỏ trứng còn ẩm. Vì nếu chúng ta khử trùng trứng khi vỏ trứng càng còn ẩm thì cái khí độc đó sẽ hấp phụ trở lại quả trứng và sẽ gây chết phôi. Cơ sở ấp nở cần có một quyển sổ ghi chép theo dõi số liệu ấp nở của từng mẻ ấp để kịp thời phát hiện các lỗi kỹ thuật và hạch toán kinh tế. Nguồn trứng là một yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần vào việc tạo nên hiệu quả ấp nở của các hộ gia đình. Vì vậy, cần chăm sóc đàn gia cầm sinh sản tốt hoặc chọn mua trứng từ những nguồn tin cậy để đảm bảo chất lượng. Trong năm 2012, với sự hỗ trợ tài chính của USAID, chương trình EGTAC của FAO Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã xây dựng thành công mô hình ấp nở áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tối thiểu. Trong đó có những mô hình hộ gia đình ấp nở mà chúng ta vừa tới thăm. Sau khi tham gia tập huấn của về an toàn sinh học thì tôi được là hỗ trợ của các trực tiếp của các chuyên gia. Tôi đã thay đổi ở trong cái lò ấp nở của tôi. Thì trong lò sắp xếp lại hoàn toàn. Mình thực hiện một chiều láng trứng thì tôi đã nâng lên và sàn nhà sạch sẽ. Nếu mà áp dụng an toàn vệ sinh sinh học làm lấy cái lợi nhuận như vậy mình cũng rất hài lòng. Thì tôi thấy rằng tôi rất hài lòng cái vấn đề thực hiện an toàn sinh học. Tâm trạng lúc này thấy cũng thoải mái, làm thấy cũng vui, phấn khởi. Áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học tối thiểu trong cơ sở ấp nở đã trở thành một cách giúp cho các chủ cơ sở ấp nở nâng cao hiệu quả ấp nở, giảm lây lan dịch bệnh, cung cấp cho người chăn nuôi những con giống khỏe mạnh và chất lượng tốt hơn, góp phần cải thiện thu nhập cho hộ chăn nuôi.